Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Tham Thầy Giá. Xin chào các Phật tử học viên. Hôm nay thì chúng ta sẽ sửa tiếp bài tập số 5 phần
tiếng Việt qua bên Ly. Rồi sau đó mình sẽ học tiếp bài số 6. Biết các tử mình có chuẩn bị bài chưa? Để phần tiếng Việt qua Bali này thì thường hơi khó một tí, nên mình phải chuẩn bị trước thì mình mới có thể làm được. Thì cứ xem trước cái đi thôi. Năm câu số 1, có bốn bậc thiền vô sắc là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Một câu số 2 đó là vị thầy Alara Alama ở thiền núi quanh đảo quán ngoài ô thành vương sáng, là câu số 2. Câu số 3 là khi Bồ Tát đi khắp nơi để tìm thầy học đạo, ngài đã gặp vị thầy đầu tiên tên là Alaraka Lama. Câu số 4, nhờ vị thầy Alaraka Lama chỉ phương pháp thực hành, Đức Bồ Tát đã đạt được thiền vô sắc. Câu số 5, sau khi biết rõ pháp mà mình đã đạt được không đưa đến giải thoát, ngài đã từ giả vị thầy. Rồi, đó là câu 5 câu bài tập. Giờ ai sửa được câu nào thì cho lớp biết câu đó để tập sửa. Dạ bà sư, con sửa câu số 1 ạ. Rồi. Cô có tặng bữa thứ bảy lên tụng kinh Bali giống như lớp tụng được không? Cô có thành ở Bình Định hả? Dạ có thôi. Anh mới vô hả? Vậy anh lên anh đưa bài, mở bài cho nên dạ. Cô thấy cô có thành nãy ra thôi. Cô có thành hả? Sư nói với cô thì cô thằng nghe sư nói không? À, dạ bà sư, sư hỏi con hả sư? Là cô Phúc Hành ở Bình Định không? Cô Phúc Hành chưa mở mic cái sư. Biết cài không thì cho lên một hồi. Cô Khánh một bài gửi cho lớp đi. Làm câu số 5 mình hả? Dạ thưa con làm câu số 5 chưa? Đây có gì bảo hả? Dạ. Không thấy cô nào là cô Hảo Nguyễn gì làm câu số 5 hả? Ở câu số 1 hả? Không lộn. Câu số 1. Để câu số 1, số 2 được rồi. Không cần để bài 5 đâu. Để số 1, số 2, số 3, số 5 lần đã biết rồi. Dạ, cách sư cho các Khánh viết dùm con sư. Cô Khánh coi cô dự bảo anh coi máy của cô sao để cho cô viết được đi. Chứ mỗi lần học rồi chứ. Dạ thưa sư cho con viết câu số 2 nha. Ừ.
Dạ con để con viết phần số 2. Câu cho thân các vị thầy, ai là ra cân nhân của thầy và sư nếu con đi đến để học. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cho coi lại phần trên Khánh ơi. Con số 2 của ai biết rồi nè. Dạ có con là mạng viên, số 2 không có dấu, không có ghi số. Con câu trên á, câu số 2 này của ai? Con đang ghi câu số 4. Con đang ghi câu số 4. Thôi một thôi, để người khác làm. Dạ. Làm một câu mà làm cho đúng thì giỏi. Giờ còn câu bốn với câu năm Khánh Khánh. Rồi giờ chỉ còn câu bốn rồi xin. Câu bốn chỉ còn lại làm năm đi. Câu năm rồi. Dạ. Câu bốn con đang viết cái sư ơi. Dù bèo quá chết ré. Dạ. 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 Dạ.
Câu số 4 cũng đơn giản mà không ai làm được hết. Không ai làm hết. Dạ thưa sư, con gửi câu số 4 rồi đó. Câu số 4 mát tan lên khánh tặng cửa mặt để hỗn giáp. Dạ thưa sư. Cô Thảo Nguyễn cũng là không. Cô đang có uống rồi. Dạ. Đưa lên câu số 1. Câu số 5 như cô nãy vừa bảo làm rồi á anh Khánh. Dạ em chép lên rồi chị Hoa. Rồi. Như còn chưa bỏ dấu rồi chút đi xuống bỏ dấu luôn. Dạ. Khánh ơi. Dạ. Câu 1 nữa trên. Cái này chị Tiên gửi câu số 4 có thấy chưa? Dạ thấy rồi, em chép lên rồi chị Tiên. Rồi, cảm ơn. À, vì em có câu 1 là có 4 bậc thiền vô sắc là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì ở đây khi người ta dịch như vậy thì chúng ta phải sử dụng động từ có mới được. À, à đây nó có chữ có nè, chữ có này là chỉ dịch của động từ. Mình phải biết động từ có mới được. À, ở đây mình biết như vậy thì chưa được. Cho nên phải biết thêm một tí nữa đi. À, một tí cũng được. Và ở đây chữ 4 bậc thiền là 4 thiền, 4 bậc thiền vô sắc. Tại chữ vô tiếng nhiều, biết là nó không được. Vô tiếng, nhưng mà 4 bậc thiền này thì nó phải là vô tiếng, chắc biết vô tiếng cái gì. Vô tiếng. Vô tiếng cái đi. Đầu câu luôn hả sư? Rồi, đó đi. Rồi sửa cái này lại. Cái này tại cái này cái trung tính bây giờ mình biết cho nó rõ trung tính luôn đi. Arupa Vacchara Kha Nani. Nani. Nani luôn cho nó rõ. Nani. Ở đây thì chất tà rí. Ở chung cắt ha. Chất tà rí. Cái này chắc có chú thích phần từ bận tại số đếm chưa học cho nên người ta nếu mày cho cái này tập không tại tôi chắc ta rí cái này bỏ chữ n viết chữ r không chắc ta rí ta rí chữ ý chắc phải là chữ y rí chắc ta rí nữa sư chắc ta rí chắc ta rí rí ý chắc phải y. Ừ. 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 Khanani. Đây khanani. Rồi ở đây chúng ta thiền không vô thức vô biên xứ nè, không vô biên xứ akasa nancha yatana khanancha là được rồi. Thức vô biên xứ thì vinya nancha yatana khanancha là được rồi. Bây giờ vô sở hữu xứ thì a kinh kinh nha chất tánh nay hà nành chát được rồi. Rồi phi tưởng khi phi tưởng xứ thì nê anh nha na xanh nha chất tánh nay hà nành. Ở đây mình thấy cái này biết không được, nó phải là chất tánh nay hà nành chát
tìm biết được, nó mới giống hết trơn. Cà nành cà tí cà nành cà à, nè nhờ nhờ anh nằm ngủ trên khắc kỳ đi, khắc kỳ ở trên, ở trên nó có cà nành cà tí. Chà rồi một chữ cha không cha tí em nó thành chữ cha vô dạ trường âm thêm dấu quyền á, thêm dấu quyền trên chữ a trường âm chữ cha phải tí rồi lâu người ta đọc đúng rồi biết không được. Chữ A tí gồm đâu chữ nhanh cha luôn hả sư? Thon tí nữa. Thon tí nữa. Thì ở đây nó thứ tự thôi, không có gì ha. Có thì dịch đầu từ trước ta có bốn bậc thì vô sắc giới, thì ở đây nó là chủ từ vô sắc giới, sau đó mình kể theo thứ tự bằng cách sử dụng chát vậy thôi. Rồi câu số 2, vị thầy Alara Kalama ở tiền núi Mandawa ngoài ô thành Vương Xá. Thì ở đây mình có gì? Vị thầy Alara Kalama, vị thầy mình cho nó một đi, Alara Kalama là cho nó một đi, ở tiền núi. Nếu mà mình biết ghép nó thì ở trên núi Banh Đa Quá cho nó một đi, rồi ngoài ô thì cho nó một đi, một phần đi thành Vương Xá, một phần thì mình có mấy? 1, 2, 3, 4, 5, có 5 phần. Chứ mình chữ vị thầy, à, vị thầy thì số 1, Alara Kalama. Chữ này viết sau hoặc là viết trước cũng được, viết à, sau hoặc là viết trước cũng được, nhưng mà thường người ta sẽ viết trước đó, khi cái cụm này để ra phía trước thì khi cái Alara Kalama Nama này là viết trước. Chuyển như vậy hả sư? Alaro Kalamo Namá. Thầy Alara Kalamá ở, ở là động từ, ở ngoài ô thành Buôn Xá, ở tiền núi Phan Lo Quá, ở tiền núi Phan Lo Quá. À, Bành Đa Quát Pát 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 Tam Văn, chữ ở, ở thì là số 5, năm thì ngoại ô thành Vương, ngoại ô thì ở tiền núi Bành Đa Quát, như vậy tiền núi Bành Đa Quát là số 4, núi Bành Đa Quát là số 4, và chữ ngoại ô là số 3, Bách Trầm Tê là ngoại ô là số 3, thành Vương Xá thì là số 2. Biết ghép còn lại ra chắc ra các ách năng các sắc mặt trần tê mà ra được rồi. Giờ câu dưới nhỏ thôi, dưới thì hoặc tiếp. Câu sao bỏ đi. Rồi con số 3, khi Bồ Tát đi khắp nơi để tìm thầy học đạo, ngài gặp vị thầy
đầu tiên tên là Ara, là Đà Lạt Mắt. Khi Bồ Tát đi khắp nơi để tìm thầy học đạo, ngài gặp vị thầy đầu tiên tên là Đà Lạt Mắt. Cái này người ta sử dụng như vậy thì nó sẽ có một cái cụm từ đặc biệt mà sử dụng ở cách thứ bảy hoặc là cách thứ cách số 6 hoặc cách số 7 chúng ta để ý thì người ta sử dụng như vậy. Còn nếu mà ác khắc khô thì người ta đã sử dụng khi ấy rồi mà người ta nói khi Bồ Tát như vậy thì cũng là sử dụng một cái cụm từ. Thì ở đây mình sẽ sửa lại là Bồ Thi Sát Tát Sát, bỏ chữ ác khắc khô đi. Ở đó Bồ Thi Sát Tát Sát Sát đi khắp nơi, đi khắp nơi đi khắp nơi rồi anh có khi chữ tập phát tháng với cha rí đi, bỏ lên trên đó. Bỏ. Chỗ vị trí này hả sư? À. Rồi cái chữ cha rí đó anh cho nó cha rằn tá sát. Cái này chắc có phải có cho từ vựng rồi thì chúng ta mới làm được chứ. Cha răn tác sát em chữ n cha răn tác sát là đi khắp nơi để tìm đạo thầy học đạo. Anh đi luôn cái chữ tham mang út gan hi tung ai chắc thấy dân phải về hi tung luôn đi. Để nó trước chữ sắp bắt thẳng bỏ vô chấm thì anh đây ở bên vô chấm chữ sô. Khi Bồ Tát đi khắp nơi để tìm thầy học đạo, nguyên cái cùng đó là cái cụm từ đặc biệt, rồi nó kéo theo một loạt những từ mà có liên quan. Thì nó sẽ được là khi Bồ Tát đi khắp nơi tìm thầy học đạo, rồi mình nói sao dấu phẩy đó, mình nói là ngài đã gặp vị thầy đầu tiên tên là Ara Đạt Đà La Mắt. Cái đây chữ ngài là chữ sô, gặp được hay là thấy được thì động từ phát tiếp. Vị thầy đầu tiên tên là Ara, vị thầy đầu tiên phát tham mang Acharyan phát tham mang. Mình biết là gặp vị thầy đầu tiên thì biết phát tham mang Acharyan vậy là đúng rồi. Mà nếu mình xài chữ nam má ở đây thì cái chữ a la ra này nó phải được xài ở chỗ cách nó phải được xài a la ro ca la mô. Nếu mà mình không muốn xài như vậy thì mình bỏ luôn cái chữ nam mát thì chúng ta sẽ xài là a la răng ca la măng, giống bát tham măng a cha ri văn là một loạt đối khác hết. Còn nếu mình đã xài chữ nam mát rồi thì trước nó phải là chủ cách. Chúng ta để ý cái cấu trúc đó. Bây giờ mình học kiến hai rồi thì nếu mà có những cái cấu trúc mới như vậy thì nói thì mình để ý. Sự cái Bồ Thí Sát Tát Xá là chia ở cách vị trí cách không sư? Sáu. Đó là dạng cụm từ đặc biệt. Nó với lại Bồ Thí Sát Tát Xá với Chà Ran Tát Xá nó đi với một thân từ. Thân từ đó có thể là hiện tại thân từ hoặc là quá khứ thân từ. Dạ.
Thì ở đây là mình đang nói là khi Bồ Tát đi khắp nơi, tức là thầy hiện tại phân tư là trong khi đang đi khắp nơi, à, trong cái nghĩa là đang diễn ra, nên chúng ta phải hiện tại phân tư. Câu này hơi khó, à, câu này hơi khó. Và tôi nghĩ chắc mấy cụm từ này chắc là ở phần dưới bài học thì có họ cho. Với lại mấy phần này là đã khó giảng trong phần tìm hiểu về ngữ cách ở trong bài 2 và bài 3, thì ai để ý thì mới làm mấy câu này được. Còn nếu không có để ý thì không có làm mấy câu này được. Và những câu như thế này thì ở con trong kinh rất nhiều. Dạ. Rồi con. Dạ thêm cái chữ mà mốc khá thăm măng á sư, tại cái chữ này mới là chữ pháp, học pháp thôi. Nhưng mà thêm chữ mốc khá thăm măng thì nó rõ hơn. Ngài đã thầy học đạo, đâu có chữ gì đâu mà chữ mốc khá thăm măng. Học đạo. Chữ đạo. Nhưng mà đạo dẫn xuống. Dùng thăm má được, thăm măng được hả sư? Ừ. Chữ đạo ở trong trường hợp này nó phải là mắt gắt, mà chữ đạo ở đây là đạo pháp. Nên đạo pháp thì mình dùng mốc khá thăm măng được sư. Rồi câu số 4. Cái câu số 2 là nam á thêm cái gì vậy? Nam á câu 2 chứ. Ở chữ nam má ở câu 2 thì nó tiếp chữ A nè. Nam má câu 2 dưới chữ nam má thì nó có chữ A. Nam má câu 2 thấy không? Khánh câu 2 Khánh chữ nam má nên hả? Alaro Calamo Nam á. Ủa thưa sư, câu 3 cái đó là cái chỗ trái ra anh tá xá đó là hiện tại phân từ hả sư? Sư nói. Sư nói cách 6 hay là hiện tại phân từ? Hiện tại phân từ chia cách 6. À, câu số 4. Nhờ vị thầy A-la-ca-la-ma chỉ phương pháp thực hành, Đức Bồ Tát đã đạt được thiền vô sắc giới. Mình coi cái nào là chủ từ ở trong câu. Thì ở đây mình thấy là nhờ vị thầy Ca-la-ma. Thì chúng ta thấy là nhờ vị thầy như vậy, người ta dịch là nhờ thì tức là nó gần giống như là chữ gì? Giống như là cái phương tiện, nói về phương tiện. À, cho nên ở đây nó là cách thứ ba chứ nó không phải là cách thứ nhất. À, nhờ vị thầy ở đây. Rồi chỉ phương pháp. Chỉ tức là chỉ dài á. Sắc là 6. Có 6 chữ. Thì ở đây mình sẽ coi 6 chữ. Thì ở đây mình coi chữ nào cho nó nằm ở số 1. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Bồ Tát là chủ từ nè. Đức Bồ Tát là chủ từ cho nên Đức Bồ Tát mình cho số 1. Rồi đã đạt được. Đã đạt được là động từ. Động từ nằm ở cuối câu cho nên chúng ta cho nó số 6 đi. À, đã đạt được.
sao đã đạt được tập số 6 hiền vô sắc, hiền vô sắc là số 5, hiền vô sắc là số 5. Bây giờ chúng ta sẽ số 5 rồi nhờ vị thầy, nhờ ở đây tức là do nhờ nhờ vị thầy Alara Kalama, nhờ vị thầy là cách thứ 3. Như vậy thì nhờ vị thầy ở đây nó là cách số mấy đây, nãy là số 5 rồi thì là số 4. Số 4 nhờ vị thầy rồi rồi chỉ là số 3, phương pháp thực hành là số 2. Rồi từ đó chúng ta mới xem cái câu gì như chúng ta làm đúng hay chưa. Rồi Bồ Tát Tu Thi Sắc Tô, cái này đấy tánh tách ra, tánh vô cách là số 1. Rồi đã đạt được ở đây người ta biết là Atigato, Atigakachito, Ahosi. Không biết cái này lòng trần chi cho nó dễ, nó khó. Biết Atigachi là được rồi. Atigachi là đạt được rồi. Bỏ chữ Ahosi đi. Chỉ đạt được thiền vô sắc. Thiền vô sắc thì ở đây vô sắc nó phải là arupa ha, arupa vajra khanan, thiền vô sắc. Nhờ vị thầy thì ở đây mình nhờ là chúng ta sẽ cách thứ ba. Chá thì gì ná nam má, trước chữ nam má thì người ta xài lại cái chữ alarokalamo. Chữ dạy thì người ta vẫn viết lại theo cái cách thứ ba. Cách thứ ba Anusa Sitena, Anusa Sitena dạy. Anusa Sitena Pati Uy Thình, phương pháp tu tập. Rồi câu dưới bỏ đi, để một câu đó là câu số 4. Rồi xuống câu 5. Chẳng xuống một trang gì vậy. Sau khi biết rõ pháp mà mình đã đạt được không đưa đến giải thoát, ngài đã từ giả vị thầy. Thì ở đây sau khi biết rõ là một pháp là hai mà mình là ba đạt được là bốn, không đưa đến là năm. Giải thoát là 6, ngài là 7, đã từ giả là 8, vị thầy là 9. Bây giờ chúng ta xác định là chữ nào là chủ từ thì chúng ta đánh nó số 1. Ở đây chúng ta thấy chữ ngài là chủ từ cho nên chúng ta đánh nó số 1. Số 1. Câu này làm gì hả?
Rồi, sau khi biết rõ, thì biết về biết cha biết qua biết cha biết qua thì chữ biết cha biết qua này là phương pháp phi danh để phía sau chữ hô ký đi. Dấu cách ra Nidya Nidya Nikko Nidya này Nidya Nikko Nidya Nidya Nikko bỏ chữ hô ký luôn cũng được. Nidya Nikko Nidya Nikko tiếp tí anh thêm phần cũng là như vậy đi cổ tí a phút chi cái này tiếng a câu này mình phải nói nó có cái phần à okay. Cho nên chữ số thì mình cho nó số 1, sau đó chữ viết cha lý qua mình cho nó là số 2, rồi nguyên cái cụm ba phú ni tô mê tham mô nó ni dư gia ni cô tí mình cho nó số 3, tham phú chi mình cho nó số 4, ai chả đi dân là số 5. Chả đi dân là thánh bạn. Rồi ở đây thì tại cái này nó có cái dấu mặt kép, cái này nó giống như là cái dấu mặt kép vậy. Trong cái phần này thì mới dịch nó riêng nữa, tức là pháp âm mô pháp pháp chữ mê ở đây thì dịch là mà mình đó, pa phu ni tô và cái ni tô là đã đạt được, pháp mình đã đạt được thì sở dĩ nó có chữ mê ở đây là do cái chữ pa của ni tô quá khứ phân từ nó dùng như là nó dùng ở dạng thuộc động thể cho nên có chữ mê ở đây. Rồi Naniya Niko là không đưa đến giải thoát thì nguyên cái cụm này nếu muốn hôm nãy làm đánh cho nó là số 3. Rồi nếu muốn thì mình sẽ đánh thêm ở trong đây lại một lần nữa, đánh ở dòng trên cũng được. Thì chữ tham mô lại là số 1, rồi mê là số 2, pháp ni tô là số 3, nát ni da ni côm cho nó ghép lại là số 4, đánh nó lại một lần nữa để nó không thêm lần. Cái phần dấu mặt kép thì mình đánh số ri, mình đánh nó ở trên, còn một câu thường thì đánh nó ở dưới. Câu bài tập bây giờ lớp sửa đi, sửa con mình học bài mới nha. Lớp con còn muốn không?
Mấy ta sửa xong chưa? Dạ xong hết rồi đó sư. Bài mới cho ai này để bài mới. Dạ sư, sư cho con hỏi câu một đó sư. Câu một á là cái bạn này làm quá khứ phân từ, nếu mà dí như vậy là hiện tại phân từ không sư? Khánh kéo giùm câu một xuống không? Ý câu ba chứ, câu ba nè, con đang câu ba. Sư cho con hỏi câu ba á sư. Dạ. Viết mà cho nên tất xá hiện tại phân từ hả sư? Ừ. Cho nên tất xá. Dạ. Ủa câu này quá khứ phân từ hay. Đâu quá khứ phân từ. Cái dài quá khứ phân từ đúng không sư? Câu quá khứ phân từ sư lại cái câu à. Câu này sư viết cái dạng này từ bao qua hiện tại phân từ mà nó chưa học á. Nếu quá khứ phân từ thì bố thí sắc tô, cha đàn tô, cha đa tô. Nói sao? Dạ con nói cái câu 3 á sư, nếu mà cái câu này là quá khứ phân từ á thì dùng mà bodhisatto với lại charanto, charato á sư. Charito. Charito. Nếu mà dùng mà quá khứ phân từ á, còn nếu mà sư viết cái dạng của hiện tại phân từ mà cái câu này là sư chưa có dạy, cái hiện tại phân từ chưa có dạy cái bài này á. Nhưng mà trong phần từ vựng có cho không? Chưa học tới mà có cho. Nhưng mà cái bài này là sư phải giải quá khứ phân từ trái đi tô mới đúng. Phần từ ở bài 6. Phần từ trái đi tô, sư trái đi tá, sư cho cái từ vựng là trái đi tá. Tại câu này thì khi mà biết quá khứ phân từ thì nó lại có cái hai chủ từ ở trong câu này. Nên nó phải biết mới ở hiện tại phân từ. Cái câu này sư cũng giúp họ tách ra hai câu rồi. Thôi giờ cứ sửa gì đi về để sao sư con. Tại câu này viết ở dạng hiện tại phân từ hay. Dạ. À, đúng rồi, cái câu này viết vậy nhưng mà con nói tại này sư chưa dạy tới giờ thêm viết mấy cô không hiểu. Con nói vậy thôi chứ sư. Dạ. Bài thứ 6, bài sau. Dạ. Bởi vì chính phần từ vựng là cái cụm đó. Dạ. Từ vựng là cái cụm đó thì. Dạ. Cái câu này biết hai câu đâu được, cái này biết hai câu này để biết một câu gì nhỉ? Rồi. Anh chăm chú nghe anh. Câu ba để về đường hoàng hơn sư sửa lại về đường. Vậy được rồi, sửa phần từ vựng thôi, chứ mình sửa phần từ vựng không. Tức làm sửa lại cái phần từ vựng nó là phu tát tát phát cha răng tát phát là khi bồ tát đi sửa cái cụm đó thôi, thêm cái cụm từ vựng đó để người ta biết.
là sửa chá lanh tá. Chá lanh tá hiện tại phân từ sửa là ngữ vận cái câu ngữ vận đó thôi. Anh Khánh cho để xuống gì để chia. Đây chúng ta học bài mới ha. Của mẹ bị tắt tiếng rồi Khánh. Khánh. Dạ sư dạ, chưa có soạn chị. Chị. Dạ, bị lỗi gì không? Rồi bài 6 ha, đạo sư có tập cá ra một phút phát. Phần này thì mà có đoạn lịch sử, được nghe đoạn lịch sử Bồ Tát Thích Bồ Tát liên quan đến vị thầy của tất cả ra một phút phát. Rồi phần văn phạm thì chúng ta có hiện tại phân từ, rồi danh từ nam tính, vị ngữ cú là tất cú. Hai phần của đại đức Phật có sau khi rời khỏi trú xứ của đạo sư A La Rát Ca La Ma, Bồ Tát đã tìm đến đạo sư của Tất Cả Ramaputta để xin hỏi giáo. Ông cũng là một trong các vị thầy có danh tiếng và có nhiều đồ chứng vào thời ấy. Tại đây Bồ Tát vừa học vừa thực hành theo phương pháp tu tập của vị thầy này và đã đạt được thiền phi tưởng, thiền phi tưởng xứ. Khi ngài chứng được bậc thiền vô sắc giới này, đạo sư của Tất Cả Ramaputta rất quan hỷ và đã đặt Bồ Tát ngang hàng với mình. Bên cạnh đó, ông còn nói với Đức Bồ Tát rằng: này hiện giả, hãy đến đây, chúng ta hãy chăm sóc hội chúng hiện có này.
Riêng Bồ Tát sau khi suy xét kỹ và biết rõ ràng pháp này không đưa đến ly tham, không hướng đến tịch tình, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn. Vì thế Ngài đã từ chối và xin từ giả vị thầy của Đức Thánh Trâm Bồ Tát. Đây là một số từ vựng liên quan tới bài học. Mình có tập thuốc Alara Kalama Nikhamma Nivesana Tena Samayena Udaka Kramaputta Yathavantu Gani Haviti Ugan Hanta Anuvatta Mana Pati Pati Viti Ati Gachati Papunati Deva Tanya Na Tanya Yatana Chana Avamana Viharati Parihati Pajanati Sangvatati Viraga Sampuha Nipana Nurati Puchati. Yeah, đó là phần từ vựng. Giờ mời lớp giơ tay lên để em đọc phần từ vựng này tí được. Ta học phần văn phạm ha. Thánh mời lớp đọc bài. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Cúc không bảo biết con gọi người khác trước đi, chứ mà mấy chục cả. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn nha. Dạ, bạch sư, con xin đọc từ vựng ạ. Sắc thú là đạo sư Alara Kalama, là Alara Kalama Nikhamma sau khi rời khỏi, Nigwesana là trú xứ, Tena Samayana vào thời đấy, Udaka Ramaputta là vị thầy Udaka Ramaputta, Yasawantu có danh tiếng, Gani người có đồ chúng, Phaweti tu tập, Ugangahanta đang học, Anuvatta Mana đang thực hành theo, Patipatti Vitti phương pháp thực hành, Athiyacchati đắc được, Papunati đạt được, Devasanya Nasanya Yata Nachana thiền phi tưởng phi tưởng xứ, Pawamana đang có, Pariharati bảo vệ hoặc là chăm sóc, Achanati biết rõ, Samvatati đưa đến, Viraga xử lý tham ái, Sambodha sự giác ngộ, Nibbana là niết bàn, Nudati là từ chối, Apuchati là từ giả. Và bà sư con xin hết ạ. Dạ, mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Các thánh
Ấy, cái màn hình trở xuống không Khánh? À, cái màn hình của sư. Bạch sư, sư cho màn hình xuống giùm con. Dạ. Sát thú là đạo sư. Alara Kalama là Alara Kalama. Nikhamma là sau khi rời khỏi. Nivesana là trú xứ. Pena Samayena vào thời ấy. Uddaka Ramaputta Uda Lama Tử. Pena Samayena Yasa Quan Tú có danh tiếng. Ga Gani là người có đồ chúng. Pha Quê Tý là tu tập. Úc Găng Hăng Tăng Hăng Tá, Úc Găng Hăng Tá đang học. Anu Quát Tá Ma Ná đang thực hành theo. Bát Tý Bát Tý Quý Thí phương pháp thực hành. A Thí Gát Chá Tý là đắc được. Ba Pú Na Tý là đạt được. Nê Quá Sanh Nha Na Sanh Nha Giá Tá Ná Cha Ná là thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Phá Quá Ma Ná là đang có. Bá Rí Há Rá Tí bảo vệ chăm sóc. Bá Cha Na Tí biết rõ. Săn Quát Tá Tí là đưa đến. Quý Ra Gá sự ly tham, sự ly tham ái. Sambo Thá sự giác ngộ. Niếp Ba Ná niếp bàn. Nú Đá Tý là từ chối. A Pú Chá Tý là từ giả. Con xin hát ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thầy sư xin đọc. Sách thú đạo sư. Alakre Kalame Alakare Lăng Nít Khám Má sau khi rời khỏi. Ní quê Sá Ná chú sứ. Tên Ná Sá Má Dê Ná và thời ấy. Uddaka Má Bút Tá U Đề La Ma Tử. Giá Xá Quanh Tú có danh tiếng. Ghé Ni người có đời chúng. Pha Quê Tý tu tập. Uganhanta đang học. Anuwatta Mana đang thực hành theo. Bát Tý Quý Thí phương pháp thực hành. Á Thí Gách Chá Tý đắc được. Ba Bú Nê Tý đạt được. Nê Quá Sanh Nha Sanh Nha Nê Quá Sanh Nha Nè Sanh Nha Giá Tá Nách Trà Ná thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Phá Quá Ma Ná đang có. Bá Rí Hát Rá Tí bảo vệ chăm sóc. Bá Trên Na Tí biết rõ. Săn quát Tá Tí đưa đến. Quý Ra Ghé sự ly tham ái. Sám Bồ Thá sự giác ngộ. Nít Bà Ná Nít Bàn. Nú Đa Tí từ chối. A Bút Chá Tí từ giả. Dạ thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sắc thú đạo sư Alara Kalama là Alara Kalam. Đức Khăn Má là sau khi rời khỏi. Nhi Quê Sa Ná là trụ xứ. Tê Ná Sa Má Vê Ná là vào thời ấy. Út Đà Cá Ra Má Phúc Tà Cá là Y Bà Na Ma Tử. Giá Xá Văn Tú là có danh tiếng. Giá Ni là người có đồ chúng.
Tha Quê Tí là tu tập, Phúc Lâm Hương Tá là đang học, Anu Quách Tá Na Ná là đang thực hành theo, Ta Tí Tát Tí Dí Thí là phương pháp thực hành, A Thí Giác Cha Tí là đắc được, Và Vũ Na Tí là đạt được. Nê Quả Thanh Nhan Nha, Nê Quả Thanh Nhan Na, Thanh Nha Giá Tá Nách Nha Ná là thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ, Tha Quá Na Ná là đang có, Và Rí Há Ra Tí là bảo vệ chăm sóc, Và Cha Na Tí là biết rõ, Xăm Quắc Tá Tí là đưa đến, Ví Ra Giá là sự ly tham ái, Xăm Vô Thá là sự giác ngộ, Nít Ba Ná là Nít Bàn, Ngư Đa Tí là từ chối, A Phúc Cha Tí là từ giả. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc sách thú là đạo sư Alarakalama Alarakalama Nikama. Sau khi rời khỏi Niwesana, trú xứ Đề Đá Samma Dề Đá, vào thời ấy Uttaka Rama Uttaka Udala Ma Tử Yasa Hoàng Tú có danh tiếng, Gani người có đồ chúng, Và Về Tí tu tập, Ugang Há Tí Ugang Thanh Tá đang học, Adu Vát Tá Mơ Ná đang thực hành theo, Bát Tí Bát Tí Vít Tí phương pháp thực hành, Há Tí Gát Chá Tí đắc được, Và Bu Đà Tí đạt được. Nê Quá Sanh Nha Na Sanh Nha Giác Tá Năng Trà Ná thiền phi tưởng vi phi tưởng xứ, Ba Na Quá Ba Quá Mà Ná đem có, Ba Ri Há Rá Tí bảo vệ chăm sóc, Ba Trà Na Tí biết rõ, Sam Vá Tá Tí đưa đến, Vi Ra Cá sự ly tham ái, Sam Samput Sambodha sự giác ngộ, Nibbana Nibbana Nudati từ chối, Apuchati từ giả. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, con xin đạt ạ. Sát thú đạo sư Alarat Kalama là đạo sư Alara Kalama, Nikhamma là sau khi rời khỏi, Nikwe Sana là trú xứ, Tena Samayena là vào thời ấy, Uddaka Ramaputta là đạo sư Uddaka Ramaputta. Anh Khánh cho đây xin anh Khánh. Giá Xá Quan Tú là có danh tiếng, Gá Ni là người có đồ chúng, Ba Quê Tí là tu tập, Út Căn Hanh Tá là đang học, Án Ú Quách Tá Ma Ná là đang thực hành theo, Ba Tí Ba Tí Quý Thí là phương pháp thực hành, A Thí Gách Chá Tí là đạt được, Ba Pú Na Tí là đạt được, Nê Quá Sanh Nha Na Sanh Nha Giá Tá Ná Cha Ná thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khánh cho đây sĩ anh. Ủa? Cái quyển sách Ba Quá Ma Ná là đang có, Ba Rí Há Ra Tí là bảo vệ chăm sóc, Ba Cha Na Tí là Xong Quách Ta Tí là đưa đến, Quý Ra Gá là sự đi tham ái, Xong Vô Tá là sự giác ngộ, Nít Ba Ná là Nít Bàn, Đu La Tí là từ chối, A Bút Cha Tí là từ giải. Dạ thưa ông sĩ ấy ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Sát thú là đạo sư Alara Kalama là Alara Kalam, Nikama là sau khi rời khỏi, Niwe Sana là chú xứ, Tena Samajena là vào thời ấy,
Úc Đá Cá, Rama Bút Tá là Ưu Đà La Mani Tử, Ma Tử, Giá Xá Quan Tú là có danh tiếng, Gá Ni là người có đồ chúng, Pha Quê Tý là tu tập, Úc Găn Hăn Tá là đang học, Á Nú Quát Tá Ma Ná là đang thực hành, Pati Pati Quý Thí là phương pháp thực hành, Á Thí Gách Chá Tí là đắc được, Pa Pú Na Tí là đạt được, Nê Quá San Nha Na San Nha Giá Tá Nách Cha Ná là thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ, Phá Quá Ma Ná là đang có, Pa Rí Há Rá Tí là bảo vệ, chăm sóc, Pa Cha Na Tí là biết rõ, Sam Quát Tá Tí là đưa đến, Ví Ra Gá là sự ly tham ái, sự ly tham ái, Sam Pô Thá là sự giác ngộ, Níp Ba Ná là níp bàn, Nú Đá Tí là từ chối, Áp Úc Chá Tí là từ giã. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Sư con xin đọc Sát Thú Đạo Sư Alara Kalama là Alara Kalama. Nikama sau khi rời khỏi, Niwesana trú xứ, Tena Samayena vào thời ấy, Buddhaka Ramaputta Udala Ma Tử. Sư ghé xuống một con. Giá sau hoàng tú có danh tiếng, Gani người có đồ chúng, và quê tí tu tập, Ugan Han Tá đang học, Anu Quá Tá Ma Ná đang thực hành theo, Pati Pati Quý Thí phương pháp thực hành, A Thi Gá Chá Tí đắc được, Pa Pú Na Tí đạt được, Nê Quá San Nha Na San Nha Giá Tá Né Cha Ná hiền phi tưởng phi tưởng xứ, Pa Qua Ma Ná đang có, Pa Rí Há Ria Tí bảo vệ chăm sóc, Pa Cha Na Tí rõ, San Quá Tá Tí từ đến, Quý Ra Rá sự ly tha mái, Sambo Thá sự giác ngộ, Nít Ba Ná Nít Bàn Nú Đá Tí từ chối, A Bút Chá Tí từ giả. Dạ thưa xin xin hết. Mô Phật tử Lâm Thị Như. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sát Thú là đạo sư, Alara Kalama là Alara Cá Lăng, Nikhamma là sau khi rời khỏi, Niwesana là trú xứ, Tena Samayena là vào thời ấy, Uddaka Ramaputta là Udala Ma Tử, Yasa Quan Tú là có danh tiếng, Gani là người có đồ chúng, Pa Quế Tí là tu tập, Úc Găng Ha Tá là đang học, Anu Quách Tá Ma Ná là đang thực hành theo, Pati Pati Quý Thí là phương pháp thực hành, Á Thí Gách Chá Tí là đắc được, Pa Pú Na Tí là đạt được, Nê Quá Na Nhá Na Sá Nhá Gia Tá Na Gia Na là thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, Phá Hoa Ma Ná là đang có, Pa Rí Há Rá Tí là bảo vệ chăm sóc, Pa Chá Na Tí là biết rõ, Sam Quát Tá Tí là đưa đến, Quy Rá Giá là sự ly tham ái, Sam Bút Thá là sự giác ngộ, Níp Pa Ná là niết bàn, Nú Đá Tí là từ chối, A Bút Chá Tí là từ giả. Bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc Sát Thú là đạo sư, Alara Kalama là Alara Chá Lăng, Nikama là sau khi rời khỏi, Nivesana là trú xứ,
Tê ná sa má chê ná, vào thời ấy, Phúc Đá Ca Ram Phá Phú Tá, U Đà La Ma Tử, Chá Xá Văn Trú, có danh tiếng Gani, người có đầu chúng, ba vị trí tu tập, Phúc Gan Han Tá đang học, Anu Vát Tá Ma Ná đang thực hành theo, Phát Tí Vi Thí phương pháp thực tập, Ác Dí Chắc Chát Tí đạt được, Pháp Phú Na Tí đạt được, Nê Vá Sanh Nha Nha Sanh Nha Giá Tá Na Cha Na Tiền phi thưởng xứ Bá Ma Ná đang có Hari Harati bảo vệ chăm sóc, Pachanati biết rõ, Sambhatati đưa đến, Viraga sự tham ái, Sambuddha sự giác ngộ, Nibbana niết bàn, Nudati từ chối, Apuchati từ giác. Dạ thưa sư, con xin hết. Chúng tôi Phật tử Kim Phúc. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sát thú đạo sư Alara Kalama là Alara Kalang. Nikhama là sau khi rời khỏi. Nivesana là trú xứ. Tena Samayena là vào thời ấy. Udaka Ramabhutta là Udala Ma Tử. Giá Xá Văn Tú có danh tiếng. Gani, người có đồ chúng. Pha Vê Tí là tu tập. Út Gan Han Tá là đang học. Anu Vát Tá Ma Ná đang thực hành theo. Bá Tí Bát Tí Ví Thí là phương pháp thực hành. Á Thí Gách Chá Tí đắc được, Ba Pú Na Tí đạt được, Nhà Sanh Nha Giá Tá Nách Cha Ná là thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phá Vá Ma Ná đang có Bá Rí Há Rá Tí bảo vệ chăm sóc, Bá Cha Na Tí biết rõ, Samvatta Tí đưa đến, Ví Ra Gá sự ly tham ái, Sambuddha sự giác ngộ, Nibbana Nip Bàn, Nuda Tí từ chối, Abuccha Tí từ giả. Thưa sư, xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy ạ. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và đạt được nhiều ý nguyện ạ. Và bây giờ xin mời chị Tịnh Hạnh đọc kinh hồi hướng tiếp ạ. Xin mời chị Tịnh Hạnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính tri ân sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hỏi hướng phúc báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Chaphamatha Deva Naga Mahitika Bốn nhắn đồ anu mô đàn tu chi răng ra khán tu sa sa nàng a ca sa tha cha phom ma tha đi wa na ga ma hi thi ca bốn nhắn đồ anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô ca ro a ca sa tha cha phom ma tha đi wa na ga ma hi thi ca
Bồn nhãn nô an mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phong ma tha đi qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô an mô đàn tu chi răng ra khán tu ba ni nô a ca sa tha cha phong ma tha đi qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô an mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Y đăng vô tân nô buôn nhang a sa vá khá giá vá hãng hô tu a na gà tê ca lê. Sa thú sa thú. Sa thú sa thú sa thú. Dạ bài học đến nay là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Con chào cả lớp ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Xin mời lớp nghỉ.